Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ hai ngày 13 tháng 2 năm 2023. Sáng qua tại tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng với chủ đề liên kết phát triển, đổi mới sáng tạo, xanh và bền vững. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết đây là hội nghị thứ 6 của Chính phủ triển khai chương trình hành động, thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng trong cả nước, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Theo Thủ tướng, vùng đồng bằng sông Hồng là địa bàn chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, chủ quyền biển đảo, là cửa ngõ phía Bắc của đất nước và ASEAN về kết nối phát triển kinh tế, thương mại với Trung Quốc, thị trường rộng lớn nhất thế giới, là cầu nối quan trọng trong giao lưu kinh tế, văn hóa quốc tế. Thủ tướng Chính phủ cho biết, Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị đề ra 5 quan điểm phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, trong đó nhấn mạnh phải khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế vượt trội để phát triển nhanh, bền vững. Vùng đồng bằng sông Hồng thực sự là vùng động lực phát triển hàng đầu, có vai trò định hướng, dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng của đất nước. Trên cơ sở đó, chương trình hành động của Chính phủ đã cụ thể hóa nghị quyết số 30, đề ra các mục tiêu chỉ tiêu phát triển vùng, bảo đảm phù hợp với tiềm năng thế mạnh của vùng, đề nghị các bộ ngành địa phương trong vùng chỉ đạo nghiên cứu kỹ, xác định rõ lộ trình, bước đi phù hợp để đạt được các mục tiêu chỉ tiêu đề ra đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, triển khai các giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả với tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cả nước vì đồng bằng sông Hồng vươn lên cùng cả nước và vì cả nước. Sáng qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Thông tin Truyền thông và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Dân hỏi Chính quyền trả lời tháng 2 năm 2023, đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tại chương trình, nhiều sở ngành đã nêu vấn đề và bàn giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cải thiện môi trường đầu tư tại thành phố. 24 câu hỏi và góp ý của cử tri tại phim trường và thông qua fanpage của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã được giải đáp cụ thể. Tổng kết hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong năm 2022, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng đánh giá công tác cải cách hành chính tại các sở ngành, quận huyện, các hội thảo, hội nghị, xúc tiến thương mại, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Từ các chương trình này, chính quyền thành phố đã có những phản ứng kịp thời trong điều hành chính sách hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. Trong chương trình, thắc mắc và góp ý của cử tri cũng đã được giải đáp trực tiếp. Các nhóm chung cư cũ hạng D tại khu vực quận nội thành Thành phố Hồ Chí Minh còn khá nhiều, thì được thành phố kêu gọi đầu tư trong nhiều năm qua, nhưng mà thực tế thì cho thấy cái việc thực hiện vận động di dời và khai thác là rất là chậm. Thành phố đã có cái quyết định vào tháng 8 của năm 2022 là phân công ủy quyền và phân công cho Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân các quận mà có cái chung cư cũ đó được toàn quyền chủ động trong cái công tác cải tạo xây dựng lại các nhà chung cư cần phải di dời, tháo dỡ. Sở xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp cùng với các sở ngành để mà hỗ trợ hướng dẫn cho Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận huyện. Theo chúng tôi được biết thì các cái doanh nghiệp của nhà nước đã có những cái chính sách ưu đãi riêng. Tuy nhiên thì tôi không biết là những cái doanh nghiệp tư nhân như chúng tôi thì có những cái chính sách ưu đãi tương tự hay không. Chỉ riêng cái trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư của thành phố thì mỗi năm như năm 2022 vừa qua thì đã tổ chức hơn 100 cái chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp về tìm kiếm kết nối cũng như là đào tạo kết nối doanh nghiệp rồi hỗ trợ doanh nghiệp đi tìm kiếm các thị trường bên ngoài. Sự kết nối giữa chính quyền thành phố và các cái hiệp hội ngành nghề cũng như hiệp hội doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, khoảng trên 50 hiệp hội, là một cái điểm số mạnh trong cái 10 chỉ số thành phần trong chỉ số PCI của Thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan chính sách tiếp cận vốn ưu đãi và mở rộng vùng nguyên liệu tại các tỉnh thành lân cận Thành phố Hồ Chí Minh, các sở ngành cũng đã có câu trả lời cụ thể với doanh nghiệp. 11 nhóm ngành lĩnh vực như hàng không, lĩnh vực vận tải kho bãi, lĩnh vực du lịch, khách sạn, nhà hàng ăn uống, nông nghiệp, nông thôn, lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, lĩnh vực sản xuất phần mềm máy tính, vi tính và giáo dục, thực hiện các dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà án
dự án nhà ở cho công nhân thuê cũng như là cải tạo chung cư cũ. Doanh nghiệp nếu mà thuộc các nhóm ngành lĩnh vực như tôi và lên ở phần trên đấy thì sẽ được tiếp cận, được hỗ trợ 200% lãi suất. Công Thương cùng với Đại học Kinh tế của thành phố nghiên cứu và xây dựng cái đề án hình thành, xây dựng cái chuỗi thực phẩm an toàn để cung ứng cho thị trường thành phố. Trong đó có cái việc rà soát lại tất cả các cái vùng nguyên liệu đang báo cáo với Sở Kế hoạch Đầu tư để mà thông qua và báo cáo với thành phố để cho triển khai cái đề án này. Các sở ngành cũng tập trung giải quyết thắc mắc của cử tri gửi đến chương trình về chủ trương tạo quỹ đất sạch, tình hình gia hạn thuế đất, vấn đề chậm cấp chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, đất ở, vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường cảnh quan của thành phố Hồ Chí Minh để tăng thu hút du lịch. Thay mặt cho Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, tôi đề nghị với các sở ngành, chúng ta sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình giao thông trọng điểm mang tính huyết mạch của các hoạt động kinh tế xã hội thành phố. Chúng ta quan tâm nâng chất các hoạt động điều hành của hệ thống đối thoại doanh nghiệp, chính quyền thành phố, tăng cường tổ chức đối thoại giữa chính quyền với các tổ chức, với doanh nghiệp để chúng ta kịp thời lắng nghe, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm cơ chế chính sách được tổ chức triển khai thực hiện tốt. Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục theo dõi trên các trang fanpage của Hội đồng Nhân dân thành phố và Trung tâm Báo chí thành phố để gửi kiến nghị đến Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở ngành thành phố quan tâm tiếp tục trả lời trong thời gian tới. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản đề nghị các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long tăng cường các giải pháp để ứng phó với xâm nhập mặn bất thường gia tăng do giảm lượng xả từ hồ chứa thủy điện thượng nguồn sông Mekong trong khoảng từ ngày 16 tháng 2 năm 2023 đến nửa đầu tháng 3 năm 2023. Theo đó, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương thực hiện trữ nước trong hệ thống kênh, rạch, ao, hồ, phân tán. Đồng thời, các cơ quan chuyên môn thực hiện vận hành công trình thủy lợi hợp lý để lấy nước, đảm bảo trữ đủ nước ngọt để sử dụng trong thời gian xâm nhập mặn gia tăng và cả trong mùa khô. Đặc biệt lưu ý đảm bảo đáp ứng tối đa nhu cầu nguồn nước cho sinh hoạt và cây ăn trái. Nhằm chủ động ứng phó với ảnh hưởng của hạn hán xâm nhập mặn mùa khô năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh đã lên phương án tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Các giải pháp mang tính đồng bộ, hiệu quả, có trọng điểm phù hợp với điều kiện, tình hình sản xuất từng khu vực trên địa bàn thành phố. Công trình kênh Đông Củ Chi những ngày này đang tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần phòng chống khô hạn, cải thiện ô nhiễm môi trường và cấp nước sinh hoạt, nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân. Nhờ dòng nước kênh Đông nên là tôi sản xuất bí đây rất là tươi tốt, thì hứa hẹn cái bội thu. Mỗi năm thì ở đây tôi sản xuất khoảng 200 tấn cá lóc và 100 tấn cá sặc. Mấy năm gần đây thì nói chung nguồn nước kênh Đông rất ổn định. Dù mùa nắng nhưng mà cái cao trình nước vẫn tốt, nguồn nước không ô nhiễm và các chỉ tiêu lý hóa đều nằm trong khoảng thích hợp để nuôi cá. Là công trình có vai trò quan trọng trong việc phòng chống khô hạn và xâm nhập mặn khu vực thành phố Hồ Chí Minh, tuyến kênh Đông Củ Chi đã được lắp đặt hệ thống SCADA. Hệ thống này đã giúp dự báo kịp thời diễn biến của mực nước, cảnh báo kịp thời tình hình xả thải gây ô nhiễm nguồn nước, góp phần kiểm soát, xử lý, cải thiện môi trường nước, đảm bảo cuộc sống cho người dân trong khu vực, đồng thời tổ chức điều tiết nước hợp lý, có ý nghĩa thiết thực trong việc chống khô hạn, xâm nhập mặn trong năm 2023. Công trình có ưu điểm thứ nhất là nó đo đếm chính xác, kiểm soát lưu lượng chính xác, rồi đảm bảo tiết kiệm nước cho hệ thống. Thứ hai nữa là cái hệ thống này nó tích hợp đồng bộ giữa cái chương trình đo nước, chương trình điều hành tưới và cái thiết bị đo nước tự động, đảm bảo là truyền về trung tâm điều hành tích hợp với cái hệ thống công ty đã đầu tư. Chính cái hệ thống đầu tư hiện đại hóa này nó sẽ giúp cho cái ngành nông nghiệp phát triển thôn, đặc biệt là trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành là rất là kịp thời và hiệu quả, phục vụ cho đủ nước tưới, giảm thiểu thiệt hại cho cái đời sống của sản xuất của người dân cũng như là vấn đề về sinh hoạt của người dân khu vực ngoại thành. Với chức năng cung cấp và điều tiết nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp và kể cả các nhà máy sản xuất nước sinh hoạt, hệ thống thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò quan trọng trong công tác phòng chống khô hạn suốt mùa nắng nóng kéo dài. Thời tiết đang bước vào cái giai đoạn là nắng nóng rất là gay gắt.
thì chúng tôi cũng là tiếp tục triển khai một số các cái giải pháp. Thứ nhất là tăng cường vấn đề điều tiết vận hành, triển khai duy tu sửa chữa các công trình tích nước trữ nước để mà phục vụ cái mùa khô này. Các giải pháp đó chúng tôi hy vọng rằng là đảm bảo đầy đủ được cái nguồn nước để phục vụ thắng lợi cái mùa khô mà bà con hiện nay đang triển khai cái vụ đông xuân. Nhằm chủ động ứng phó với ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2023, ngành thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh đang theo dõi chặt chẽ diễn biến, thông tin dự báo khí tượng thủy văn, tình hình xâm nhập mặn. Từ đó xây dựng kế hoạch cấp nước, cân đối khả năng cung cấp nước phục vụ cho các nhu cầu sử dụng trên địa bàn thành phố. Trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn nghiêm trọng sẽ ưu tiên nguồn nước để cấp nước sinh hoạt cho người dân, chăn nuôi gia súc và tưới cho cây trồng có giá trị kinh tế cao. Thưa quý vị, cải cách thủ tục hành chính là một trong những nội dung trọng tâm nằm trong chủ đề năm 2023 của thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với nhiều sở ngành, cơ quan, đơn vị, ngành thuế thành phố Hồ Chí Minh cũng đã và đang đẩy mạnh việc triển khai hàng loạt các giải pháp góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra của thành phố. Đối với ứng dụng thuế điện tử eTax Mobile, người dân, hộ kinh doanh cá thể chỉ cần tải app ngân hàng, sau đó thực hiện mọi giao dịch theo hướng dẫn mà không cần phải tới cơ quan thuế hay ngân hàng như trước. Đến nay đã có gần 120.000 tài khoản giao dịch thuế điện tử được kích hoạt, trong đó gần 24.000 người nộp thuế sử dụng eTax Mobile. Trước đây, doanh nghiệp này rất vất vả mỗi khi thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế, phí và nhiều nội dung liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh. Này chuyển sang thực hiện bằng phương thức điện tử, mọi thứ đã khác. Việc mà xuất hóa đơn như trước kia đó thì là cứ phải đi mất độ khoảng 3 người và một tài xế đi suốt 4 ngày mới xong được cái hóa đơn. Đến bây giờ đấy, khi mà được cải cách xuất hóa đơn qua điện tử thì cần một nhân viên làm trong vòng 8 tiếng đồng hồ là xong, và như vậy bớt được cái nguồn nhân lực rất nhiều, đồng thời lại rất là chính xác và hiệu quả về cái kê khai nộp thuế. Doanh nghiệp tiết kiệm được rất là nhiều chi phí, không có phải tốn cái chi phí đặt và in, đúng không? Hai về hiệu quả là giúp cho cơ quan thuế trong công tác quản lý rà soát được các cái hóa đơn, khi mà người doanh nghiệp vừa kê khai vừa xuất hóa đơn thì cơ quan thuế đã nắm bắt được, cũng kiểm chứng được cái doanh nghiệp có hóa đơn đó nó có đúng hay không đúng, có chính xác hay không chính xác, của những doanh nghiệp có thực hay không có thực. Không dừng lại ở đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin cải cách thủ tục hành chính của ngành thuế còn được nâng thêm một bước khi ngành thuế triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, có kết chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế và dịch vụ nộp thuế điện tử qua ứng dụng eTax Mobile. Nếu trước đây hóa đơn điện tử chỉ dừng ở cái chỗ phải chờ là cơ quan thuế xác thực, thì hôm nay thì những cái ngành nghề là những ngành hàng này và những hộ và doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế sẽ xuất hóa đơn, đáp ứng cái việc xuất hóa đơn cho người tiêu dùng 24/7. Không cần phải chờ. Tôi đã xây dựng một cái cổng thông tin điện tử trên điện thoại di động. Theo đó, tôi cũng quyết liệt triển khai để phấn đấu từ giờ đến cuối năm là 100% người nộp thuế là cá nhân là đều nộp thuế trên cái ứng dụng điện tử và chấm dứt cái việc nộp thuế bằng tiền mặt như trước đây. Năm 2023, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đăng ký với Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện chủ đề 5, 3 nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ người nộp thuế, gồm triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, chương trình hóa đơn may mắn và dịch vụ thuế điện tử, đặc biệt nộp thuế điện tử qua ứng dụng eTax Mobile. Thực hiện hiệu quả những nội dung trên sẽ giúp Cục Thuế cụ thể hóa mục tiêu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, hỗ trợ tối đa người nộp thuế, đồng thời góp phần thực hiện đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025 và chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của chính phủ. Nhằm dọn sạch rác ở những dòng nước đen kịt bởi các bọc rác hôi thối và hàng chục chiếc kim tiêm, thời gian qua một nhóm bạn trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh đã cùng nhau thành lập một nhóm lội bùn dọn rác.
Các bạn trẻ đã thầm lặng khảo sát, trực tiếp lội xuống những con kênh đen kịt để khơi thông dòng chảy. 3 lần một tuần, công việc cứ thế lặp đi lặp lại. Hàng chục địa điểm bị rác làm ô nhiễm khắp thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian ngắn đã được dọn sạch, giúp cải thiện môi trường của thành phố. Công việc dọn rác của nhóm Sài Gòn Xanh thường bắt đầu từ 6 giờ 30 sáng. Tại một nhánh nhỏ trên kênh Hy Vọng, quận Tân Bình, nước kênh đen kịt, rác đọng lại nổi lên bền trên mặt nước. Đoạn kênh khoảng 10 mét bị tắc nghẽn vì vô số loại rác thải. Sau 3 tiếng, đoạn kênh ô nhiễm đã được những chiến binh dọn dẹp sạch sẽ. Hình ảnh này nó sẽ phát ra mùi. Lần đầu tiên mà khi tem chúng em đi xuống dọn á, thì cái cảm giác cái mùi nó rất là nồng và hôi. Tụi em đi xuống kênh dọn thì được người dân ủng hộ, như họ đồng tình và cảm nhận được cái tấm lòng của người dân. Thì qua những lần sau đó thì em mới thấy nhóm chúng em cũng lan tỏa được một chút gì đó ảnh hưởng đến mọi người và nhận được những cái lời ủng hộ. Để nhanh chóng hoàn thành công việc, nhóm Sài Gòn Xanh tổ chức phối hợp khá nhịp nhàng, một người cào rác, 2 người hút rác, 1 người kéo rác lên bờ và người còn lại thì gom rác nổi trên bề mặt kênh. Công việc vất vả, đối mặt với nhiều nguy cơ nhưng không làm biệt đội Sài Gòn Xanh chùn bước. Trong quá trình thu gom thì team em sợ nhất là cái mực nước, không sợ dơ, không sợ các vật sắc nhỏ nhưng mà chỉ sợ cái là nó bị sâu quá, mình không thể đứng trên bờ mà không thể lội xuống để mình vớt lên được. Thì mình cứ tranh thủ mình làm những cái trên bờ trước, mình có thể làm được bao nhiêu thì làm, tí nước xuống thì mình có thể lội xuống. Thông thường sau mỗi lần thu dọn, nhóm sẽ mang các túi rác đến các xe thu gom rác tại địa phương hoặc gửi rác tại các điểm tập kết rác của người dân. Dù vất vả nhưng các thành viên đều hào hứng với công việc đã và đang thực hiện. Hôm nay tôi cảm thấy rất tuyệt vời về hành động này và cảm thấy rất vui khi tôi có thể tham gia vào team và làm một số việc tốt cho môi trường. Tôi sẵn lòng dùng tất cả thời gian trong ngày để đi cùng team. Khi mà mình dọn xong được một cái kênh rạch thì cảm giác của người mình rất là thoải mái, như giữ được cảnh quan cho môi trường và truyền tải được thông điệp tốt đến cho mọi người. Thông qua cái hoạt động ý nghĩa của các bạn thì mong rằng có thể lan tỏa nhiều hơn những hình ảnh đẹp này đến nhiều hơn đông đảo thanh niên thành phố để cùng tham gia hoạt động giúp cho thành phố xanh sạch đẹp mà càng nhiều hơn. Dù mới hoạt động được 3 tháng nhưng 5 bạn trẻ của nhóm này đã làm thay đổi diện mạo của nhiều điểm đen về rác tại các nhánh nhỏ của rạch Xuyên Tâm ở quận Bình Thạnh, rạch Lăng, rạch Mướp và các kênh rạch ở quận 12, quận Gò Vấp, thành phố Thủ Đức. Hiện nhóm Sài Gòn Xanh vẫn đang tìm kiếm các giải pháp tối ưu để xử lý lượng rác thải sau khi dọn dẹp tại các kênh rạch. Tiếp theo là phần điểm nội dung nổi bật một số báo phát hành sáng nay. Đầu năm thường là thời điểm tuyển dụng sôi động nhất, nhưng năm nay nhiều doanh nghiệp sản xuất không treo biển tuyển dụng rầm rộ như mọi năm. Ghi nhận của báo Tuổi Trẻ tại khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, chỉ có khoảng 10 công ty để thông báo tuyển dụng với nhu cầu từ vài chục đến vài trăm lao động. Trong khi vào thời điểm sau Tết của những năm trước, hầu hết các công ty đều dán thông báo treo biển tuyển dụng để mời gọi. Theo đánh giá của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, tình hình lao động năm nay sẽ có sự ổn định hơn so với mọi năm. Tỷ lệ lao động quay trở lại làm việc sau Tết tại các doanh nghiệp lên đến 95%. Theo Trung tâm Dự báo Nhu cầu nguồn nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh, dự báo nhu cầu nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 sẽ khoảng 4.000 đến 4.500 triệu lao động. Sau đại dịch, bên cạnh kết nối lại các chương trình du lịch liên vùng, thành phố Hồ Chí Minh chú trọng xây dựng các đặc sản du lịch tại địa phương. Hiện có hơn 60 sản phẩm du lịch nội đô đang được đưa vào khai thác và có 30 sản phẩm mới của 20 trên 22 quận huyện phục vụ du khách đi và về trong ngày từ đường bộ đến đường sông. Trao đổi với báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, xu hướng chung của du khách hiện nay là muốn được tìm hiểu, khám phá sâu hơn mỗi sản phẩm dịch vụ du lịch. Sản phẩm không cần phải quá cao cấp nhưng phải có chất lượng tốt nhất. Theo ông Hòa, ngay khi du lịch mở cửa lại, ngành du lịch thành phố đã phối hợp với các doanh nghiệp du lịch để đi rà soát và làm mới lại các sản phẩm tại các quận huyện trên địa bàn thành phố. Ngoài những điểm đến du lịch, theo ông Hòa, các lễ hội sự kiện cũng là những sản phẩm du lịch thu hút rất nhiều du khách đến với thành phố Hồ Chí Minh. Báo Người Lao Động ghi nhận từ Sở Giáo dục Đào tạo cho biết, thành phố Hồ Chí Minh còn thiếu khoảng 3.643 giáo viên ở cấp tiểu học. Theo Sở Giáo dục Đào tạo, mức lương thực tế của cán bộ, giáo viên tiểu học hiện nay quá thấp đối với tình hình và mức sống tại thành phố. Việc không thu phí buổi 2 và việc giáo viên không còn được nhận thu phí từ dạy buổi 2 dẫn đến tình trạng giáo viên không còn tha thiết tham gia dạy học ở các trường công lập với lý do thời gian làm việc ở trường nhiều hơn so với trước nhưng thu nhập lại giảm hơn.
Theo Sở Giáo dục Đào tạo, thành phố cần có chính sách cho giáo dục tiểu học để giữ chân và thu hút được đội ngũ giáo viên. Trong đó, quan trọng nhất vẫn là chính sách hỗ trợ về tài chính. Theo thống kê, thu nhập bình quân ở thành phố Hồ Chí Minh là hơn 6 triệu đồng một người một tháng, trong khi đó giáo viên hợp đồng hơn 3,3 triệu đồng. Chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 2, Hội Canada Asian Initiative thuộc Trung tâm Nghiên cứu Châu Á của Đại học York đã tổ chức hội thảo với chủ đề Hồ Chí Minh tại Brazil, giải phóng người da đen và đoàn kết giai cấp. Các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại hội thảo đã cho thấy tư tưởng sáng ngời của người về chống phân biệt chủng tộc, đấu tranh cho công bằng và bác ái giữa các màu da. Tôi nghĩ điều quan trọng là các tác phẩm của Hồ Chí Minh phải được chuyển tải sang tiếng Anh để các thế hệ tương lai có thể tiếp cận được. Cách đây 5 năm tôi đã hiệu đính cuốn sách của giáo sư Nguyễn Đài Trang, Hồ Chí Minh, những tác phẩm chọn lọc về hòa bình, dân chủ và bình đẳng giới. Đó là lúc tôi bắt đầu nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi sẽ tiếp tục khám phá thêm những tác phẩm của Hồ Chí Minh mà chưa được thế giới biết đến nhiều. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều bài viết trong suốt những năm 1920 về những bất công đối với người da đen. Trong số các tác phẩm nổi tiếng của Hồ Chí Minh có La Race Noire, Chủng tộc da đen năm 1925, tuyển tập 13 bài viết bằng tiếng Pháp về chủ đề này. Các bài viết của Hồ Chí Minh về chủng tộc da đen rất xuất sắc vì đó không phải là những văn bản học thuật khô khan. Khi đọc bạn sẽ thấy các tác phẩm này rất mô phạm. Hồ Chí Minh không nói về những điều này như một học giả khô khan và cũ xích. Và các bài viết của người cũng giàu sức gợi mở, được thiết kế khơi dậy sự phẫn nộ của mọi người chống lại nạn phân biệt chủng tộc. Trong hơn 400 năm, cộng đồng người da đen và người gốc Phi ở Canada đã đóng một vai trò quan trọng trong toàn xã hội, giúp tạo nên đất nước Canada ngày hôm nay. Trong tháng lịch sử của người da đen ở Canada, hội thảo Hồ Chí Minh tại Brazil, giai phóng người da đen và đoàn kết giai cấp đã thu hút sự quan tâm của đông đảo học giả Canada và bạn bè quốc tế. Các đội cứu hộ vẫn tiếp tục nỗ lực giải cứu người mắc kẹt khỏi các đống đổ nát, mặc dù hy vọng đang giảm dần khi số người chết trong trận động đất kinh hoàng xảy ra ở khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã vượt quá 33.000 người. Một bé gái 10 tuổi tên Kuri đã được cứu sống thần kỳ vào sáng 12 tháng 2 ở huyện Antakya thuộc tỉnh Hatay, 147 giờ sau thảm họa động đất. Đoạn phim do chính quyền thành phố Istanbul công bố cho thấy Kuri được các đội cứu hộ kéo ra khỏi hố và đưa lên xe cứu thương. Ngoài ra còn có Saki Kolak, một phụ nữ 45 tuổi, được giải cứu khỏi một tòa nhà bị sập ở thành phố Adiyaman 135 giờ sau khi xảy ra động đất hôm 6 tháng 2. Một đoạn phim khác được chính quyền thành phố Istanbul chia sẻ cho thấy Isra Tehanmi, một bé gái 7 tuổi, được đội cứu hộ đưa ra khỏi đống gạch vụn sau 136 giờ. Mặc dù các chuyên gia cho biết những người bị mắc kẹt có thể sống từ một tuần trở lên, nhưng tỷ lệ tìm thấy thêm những người sống sót đang giảm đi nhanh chóng. Lực lượng cứu hộ đang chuyển sang sử dụng máy ảnh nhiệt để giúp xác định sự sống giữa đống đổ nát. Ngày 12 tháng 2, cử tri Cộng hòa Sip đã đi bỏ phiếu trong vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống tìm kiếm người thay thế tổng thống Nikos Anastasiades sắp mãn nhiệm sau hai nhiệm kỳ liên tiếp. Ở cuộc bỏ phiếu năm nay, có 561.000 cử tri đủ tư cách. Các điểm bỏ phiếu đã đóng cửa lúc 23 giờ tối qua theo giờ Việt Nam. Ứng cử viên đắc cử tổng thống phải giành được hơn 50% phiếu ủng hộ. Chạy đua giành ghế nóng trong vòng bầu cử lần này, có hai ứng cử viên đã nhận được số phiếu cao nhất của vòng 1 diễn ra ngày 5 tháng 2 vừa qua, đó là cựu ngoại trưởng Nikos Christodoulis, 49 tuổi, và nhà ngoại giao Andreas Maroyiannis, 66 tuổi. Tại vòng 1, với sự tham gia của 14 ứng cử viên, hai chính trị gia này lần lượt giành được số phiếu ủng hộ là 32,04% và 29,59%. Tỷ lệ người dân đi bỏ phiếu vòng 1 đạt 72%. Thông tin cập nhật, với 100% phiếu được kiểm, ông Christodoulis đã được 51,9 phiếu bầu và đắc cử tổng thống. Đối thủ Maroyiannis đã thừa nhận thất bại. Thông tin tiếp theo, ngày 12 tháng 2, trong một cuộc họp nội các, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cam kết sẽ phản ứng mạnh hơn trước các cuộc tấn công của người Palestine ở Jerusalem và khu bờ Tây. Tuyên bố của ông Netanyahu được đưa ra hai ngày sau một vụ đâm xe ở ngoại ô Jerusalem khiến hai trẻ em và một người đàn ông thiệt mạng. Trước đó, hai tuần, một tay súng Palestine cũng đã giết chết 7 người bên ngoài một số đường của người Do Thái.
Cuộc họp nội các hôm nay là để chuẩn bị cho một hành động lớn hơn chống lại những kẻ khủng bố và những người ủng hộ chúng ở Đông Jerusalem và khu bờ Tây, đồng thời ngăn chặn tối đa ảnh hưởng tới những người không liên quan. Ông Netanyahu không đưa ra thông tin chi tiết về kế hoạch của Israel, nhưng Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir cho biết cảnh sát đã bắt đầu một chiến dịch lớn ở Đông Jerusalem với nhiều biện pháp từ hạn chế giao thông đến phá sỡ nhà của những người Palestine thực hiện các vụ tấn công. Trong những tháng gần đây, hầu như ngày nào các lực lượng Israel cũng thực hiện các cuộc truy quét, tiến hành hàng trăm vụ bắt giữ. Từ đầu năm đến nay, xung đột đã khiến ít nhất 42 người Palestine thiệt mạng, gồm các tay súng và cả dân thường. Ai Cập vẫn đang tiếp tục thúc đẩy việc tìm kiếm một thỏa thuận ràng buộc pháp lý đối với đập thủy điện Đại Phục Hưng, GERS, của Ethiopia. Trong phát biểu mới nhất về vấn đề này tại hội nghị thường niên của Hội đồng Đối ngoại Ai Cập khai mạc ngày 11 tháng 2, Ngoại trưởng nước này nói rõ cần sớm đạt được một thỏa thuận liên quan tới việc tích nước và vận hành đập thủy điện này. Theo Ngoại trưởng Samet Shoukry, cả khu vực Trung Đông và Châu Phi đang phải đối mặt với thách thức an ninh nguồn nước nghiêm trọng khi một số quốc gia nằm ở những nơi khô hạn và hoang vu nhất trên thế giới. Ai Cập tôn trọng quyền phát triển của người dân Ethiopia, nhưng cũng cần phải đảm bảo quyền sống và tồn tại của người dân Ai Cập. Vì thế, việc có một thỏa thuận ràng buộc pháp lý đối với việc tích nước hồ chứa và vận hành đập thủy điện Ghe là điều không thể thiếu. Đập Ghe được Ethiopia bắt đầu xây dựng trên nhánh Nin San vào năm 2010. Hiện nước này đã hoàn thành 3 giai đoạn tích nước vào hồ chứa và đưa tua bin đầu tiên đi vào hoạt động để phát điện. Ai Cập lo ngại việc Ethiopia tích nước hồ chứa và đơn phương vận hành đập Ghe sẽ làm cạn kiệt nguồn nước dưới hạ lưu. Hiện Ai Cập cần tới 114 tỷ mét khối nước mỗi năm, nhưng chỉ nhận được trung bình 60 mét khối. Chính quyền Brazil sáng qua thực hiện thành công chiến dịch phá hủy một khu vực khai thác vàng bất hợp pháp trong khu bảo tồn bản địa Yanomami. Hình ảnh do Reuters ghi lại được cho thấy máy bay trực thăng đã chặn một nhóm thợ mỏ bất hợp pháp ngay tại khu vực nơi họ đang làm việc. Khu vực này được phát hiện một ngày trước đó bởi các đặc vụ trong hoạt động được điều phối bởi Bộ Người Bản Địa, Bộ Môi trường, Cơ quan các vấn đề bản địa của Chính phủ, Viện Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Tái tạo, lực lượng quốc gia và cảnh sát liên bang Brazil. Chính phủ Brazil đang chống lại việc khai thác vàng bất hợp pháp gây nên khủng hoảng nhân đạo trên vùng đất Yanomami ở Amazon, khu bảo tồn bản địa lớn nhất của nước này. Hơn 20.000 thợ mỏ đã xâm chiếm khu bảo tồn, mang theo bệnh tật, lạm dụng tình dục và bạo lực vũ trang, khiến cộng đồng Yanomami ước tính có khoảng 28.000 người khiếp sợ, dẫn đến bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng và tử vong. Trở lại với phần tin trong nước, ngành đường sắt vừa ban hành quy định giảm mức phí và thời gian đổi trả vé tàu sau Tết. Quy định này được áp dụng đến ngày 26 tháng 4 năm 2023. Cụ thể, đối với vé cá nhân, quy định đổi trước giờ tàu chạy 24 giờ trở lên, mức phí là 20.000 đồng một vé. Dưới 24 giờ, không đổi vé. Không áp dụng đổi vé đối với vé tập thể. Với trả vé, quy định vé cá nhân phải trả vé trước giờ tàu chạy từ 24 giờ trở lên, mức phí là 10% giá vé. Trả vé trước từ 4 giờ cho đến dưới 24 giờ, mức phí là 20% giá vé. Dưới 4 giờ, không trả vé. Vé tập thể phải trả vé trước giờ tàu chạy từ 72 giờ trở lên, mức phí là 10% giá vé. Trả trước từ 24 giờ đến dưới 72 giờ, mức phí là 20% giá vé. Dưới 24 giờ, không trả vé. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định 73 ngày 10 tháng 2 năm 2023 phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Theo quyết định vừa phê duyệt, đến năm 2025, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sẽ giảm khoảng 20% so với năm 2020. Ngoài ra, trường trung cấp công lập giảm khoảng 40%, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng tỷ lệ lên khoảng 45%, hoàn thành việc sáp nhập các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn cấp huyện. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau. Xin kính chào tạm biệt.